Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay em vào bếp chia sẻ cả nhà một món chay và một món nước cũng rất là ngon nữa, đó là món hủ tiếu bò kho chay. Đó, lâu lâu mà đổi gió cho cả nhà mình bằng cái món này thì quá tuyệt vời luôn cả nhà. Cách làm thì rất là dễ nha cả nhà, và nguyên liệu cũng rất là dễ mua luôn. Bây giờ thì mời cả nhà mình cùng em vào bếp nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm luôn nha cả nhà. Em sẽ cho vào cái thau lớn là 200g nấm đùi gà baby nè. Cả nhà có thể thay thế bằng nấm rơm hoặc là nấm đùi gà lớn đều được. Và em sử dụng tiếp là 30g bò lát chay. Bò lát chay thì mình mua về mình ngâm cho nó nở mềm, sau đó mình rửa lại với nhiều nước và vắt ráo. Tiếp theo em dùng là 30g nấm đông cô khô, em cũng đã ngâm cho nó nở mềm, sau đó mình cũng rửa sạch lại với nhiều nước và vắt ráo luôn. Tiếp theo thì em dùng là 150g cà rốt nè. Cà rốt thì cả nhà thích tỉa hoa như thế nào cũng được. Và em có tiếp là 2 muỗng canh sả băm, 1 muỗng canh hành tím băm, 1 muỗng canh tỏi băm và ớt cay băm nha cả nhà. Ớt cay thì tùy thích nha. Cả nhà ăn cay nhiều thì cho ớt nhiều. Rồi, mỗi một thứ như vậy thì em sẽ cho vào đây một ít để mình ướp cái phần này lên để cho nó thơm nha cả nhà. Tiếp theo thì em có sử dụng ở đây là một cái gói bột gia vị bò kho. Cái này là 25g nha cả nhà. Thì cái này cả nhà có thể dễ dàng mua ở các cửa hàng bán tạp hóa nha. Rồi, bây giờ em sẽ cắt cái gói này ra và mình sẽ ướp vào đây là nửa gói. Còn nửa gói mình sẽ chừa lại chút xíu, mình sẽ phi thơm cái phần này lên nha cả nhà. Đó, đây là một cái bước mà rất là quan trọng để cho cái nồi bò kho thơm ngon nè. Và gia vị nêm em sẽ ướp vào đây là 2 muỗng canh đường nè. Tiếp theo sẽ là 1 muỗng canh hạt nêm chay, 1 muỗng cà phê muối hạt, 1 muỗng canh dầu màu điều nha cả nhà. Nếu mà cả nhà không có màu dầu điều thì không cho vào cũng được. Thì mình ướp thêm cái màu này á, sẽ giúp cho cái màu bò kho của mình nó được đẹp hơn. Rồi, tiếp theo thì em cho vào đây là 1 muỗng canh nước tương. Rồi bây giờ mình sẽ xóc đều lên. Đó, mình sẽ xóc đều lên rồi sau đó mình sẽ để qua một bên và mình ướp cái phần này từ 15 đến 30 phút nha cả nhà. Còn cả nhà có thời gian, cả nhà ướp lâu hơn cũng được nha. Mình ướp lâu hơn thì nó sẽ thấm và ngon hơn thôi. Thì sau 30 phút thì em sẽ bắt tay vào nấu luôn nè. Em sẽ cho vào nồi là 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì em sẽ cho hết cái phần tỏi, hành tím với lại sả băm vào đây. Mình sẽ phi cho cái phần này nó vàng thơm nha cả nhà. Đó, bây giờ thì cái sả tỏi với hành tím nó vàng thơm rồi. Em tiếp tục cho vào đây là nửa cái gói bột gia vị bò kho lúc ban đầu mình chưa lại nè. Đó, cái bước này rất quan trọng, nó quyết định được là cái nồi bò kho của mình nó thơm không hay không đó cả nhà. Đó rồi, bây giờ thì cho tiếp vào là cái các nguyên liệu mình đã ướp lúc ban đầu nè. Bây giờ thì cái mùi rất là thơm nha cả nhà. Đó, chưa chi mà nghe mùi bò kho là nực nồng hết cả nhà luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đảo sơ cái những cái nguyên liệu này lên để cho nó thấm gia vị vào ha. Rồi, thì tiếp theo thì em sẽ cho cái phần nước vào đây. Nước thì em sử dụng hai loại, một là nước dừa tươi. Nước dừa tươi em dùng ở đây là 850ml nha cả nhà, cái loại dừa già mà để nấu nước ngọt ha. Và em dùng tiếp là 350ml nước. Đó, nước này thì em cho vào cái thau, mình tráng thau mình cho vào đây luôn. Đó, tiết kiệm. Rồi, vậy sẽ là tổng cộng sẽ là 1 lít 2 nước nha cả nhà. Rồi, bây giờ em sẽ lấy cái nắp đậy lại và mình sẽ nấu cho cái nồi này nó sôi bùng lên. Đây, cái nồi của mình thì bây giờ nó đã sôi bùng lên rồi nè cả nhà. Đó, rồi bây giờ em sẽ vớt bọt sơn nó đi nha. Sau khi mà vớt bọt xong thì em sẽ cho tiếp vào đây là 4 cây sả đập dập cắt khúc nha cả nhà. Cho sả cắt khúc vào sẽ giúp cho cái nồi bò kho của mình nó được thơm hơn nè.
Rồi bây giờ thì em sẽ bắt đầu nêm gia vị nha. Em nêm vào đây là một muỗng canh hạt nêm chay, một muỗng canh đường, một muỗng canh nước mắm chay và nửa muỗng cà phê muối hạt nha cả nhà. Đó. Rồi bây giờ thì cả nhà mình chỉ cần nấu cái nồi này cho đến khi nào mà cả nhà thấy cà rốt nó vừa chín tới là được nha. Đây ạ, cà rốt bây giờ thì nó đã vừa chín tới rồi. Thì trước khi mà tắt bếp thì em sẽ cho vào là 100g hành tây. Rồi, như vậy thì mình chuẩn bị mình dọn hủ tiếu được rồi đó cả nhà. Đó, hủ tiếu thì mình sẽ trụng dưới cái nước ấm nha cả nhà. Tức là nước nó vừa sôi lên rồi mình giảm nhỏ lửa lại mình trụng á. Rồi mình cho tất cả nguyên liệu lên, rồi mình chan nước lên, như vậy là xong rồi. Rất là đơn giản. Đó, lâu lâu mà cả nhà mình nấu một cái nồi bò kho như thế này thì quá tiện lợi luôn. Thứ nhất là mình có thể ăn với hủ tiếu nè. Thứ hai là mình cũng có thể dùng với bánh mì, cũng rất là ngon. Thì cái món hủ tiếu bò kho hôm nay thì em sẽ ăn kèm với một ít giá, rau ngò ôm, rau quế, với lại rau muống bào nha cả nhà. Chấm thì mình sẽ chấm với lại muối ớt chanh ha. Rất là ngon. Rồi, cảm ơn cả nhà bây giờ đã bỏ thời gian theo dõi đến cuối cái video này nha. Và nếu mà cả nhà mình thấy yêu thích kênh, hãy bấm like, chia sẻ kênh và cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh ủng hộ em ha. Và đừng quên là bấm vào cái chuông để xem món ăn chay mới nha. Bây giờ thì bye bye.